Rồi hello, xin chào cô chú anh chị ha. Thì hiện tại em đang ở xã Phú Trung, Ba Tri, Bến Tre. Đó, để đang bán cho mình chủ nhà một con bò 3B chữa nè cô chú anh chị. Đó thì hiện tại con bò này chữa 5 tháng. Đó, anh cái gì 3B kem gì đó. Đó nhưng con bò này chưa, hiện tại của nó là chưa rớt đôi răng nào cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó, em là kênh chăn nuôi bò Bến Tre, phát sóng lúc 12 giờ trưa giờ 7 giờ tối. Rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh và giá cả của con 3B chữa này cho cô chú anh chị xem. Đó đây cô chú anh chị. Đó thì con bò này thì bột tơ. Đó chiều cao của nó là em đo 1m25, 1m26 ha. Đó nhưng con bò này thì nó hơi không được cao hung, nhưng mà con bò này thì nó có cái dàn thùng nè. Đó, thì con bò này em bao chữa cho cô chú anh chị mình bao chữa 5 tháng. Đó, chân móng nè, móng sò cầm nướng thẳng ha. Nó xương sóc nè. Đó thì con bò này nó có hơi ngay cái vú nó có hơi bông nè cô chú chị nó, nhưng mà nó 4 vú ha. Đây 4 vú nè. Đó rúng á. Đây hai chân trước. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó. Thì theo em quan sát con bò này sái mặt với sái lưng là nghiêm chỉnh. Đó, nói chung thì em báo là nghiêm chỉnh, thì sái tích nghiêm chỉnh thì em giao tới cô chú anh chị mình kiểm. Đó sái mặt này cô chú anh chị. Đó sái mặt thì nghiêm chỉnh ha. Đó sái lưng thì nghiêm chỉnh luôn nè. Đó. Thì bò này bò tơ. Đó chưa rớt một đôi răng nào luôn nghe cô chú anh chị. Đó thì anh chủ nhà muốn bán con bò này với giá là 36.500.000. Đó em lấy hết tướng bò nè. Bò kiểu mẫu nè. Đó thì nó cái giá 36.500.000 này thì anh còn thương lượng cho cô chú anh chị nào ở xa chút xíu tiền xe đó. Đó con bò này thì nói chung thì đó cái dàn thùng của nó là cô chú anh chị. Đây để em quay cái đít cho. Đó con bò này thì em bao chữa cho cô chú anh chị mình 5 tháng ha. Đó thì những con bò chữa như thế này thì em giao về cho cô chú anh chị mình về trong vòng ít ngày thì cô chú anh chị kêu thú y á thằng khám xác mình chữa giùm em ha. Đó nếu có chữa điện cho em biết là em cũng giao cô chú anh chị luôn, em không còn lãnh gì hen. Nói chung thì bò tơ em bao chữa không chứ không bao gì hết. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó có giá là 36.500.000. Đó cô chú anh chị. Đó con bò này thì thùng dạo tướng tá thì đẹp nè. Đó em lấy hết tướng bò nè. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó con bò này là bao chữa 5 tháng. Đó thì anh chủ nhà nó là cấy 3B kem cô chú anh chị. Đó con bò này có giá là 36.500.000 thì anh nó cái giá 36.500.000 này thì ảnh còn thương lượng cho cô chú anh chị nào ở xa chút xíu tiền xe đó. Thì cô chú anh chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó, còn không ưng thì mình đợi mình kiếm những con khác ha. Đó tơ, bò tơ chưa rớt một đôi răng nào luôn. Bơm chữa 5 tháng. Đó đẹp không? Đó lông nhuyễn, da mỏng. Đó cái dàn thùng của nó nè, nay nó muốn xuống và vú rồi cô chú anh chị. Đó. Tướng tá thùng dạo thì khỏi chơi luôn, mặt mày nè. Đó, bò này thì mặt mày nói chung mặt mày cũng đẹp luôn của chú chị, sái tích thì nghiêm chỉnh ha. Đây đó thì em ghi hình tặng cảnh như thế này thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó con này có giá là 36.500.000. Nó thì ảnh còn thương lượng chút xíu tiền xe đó. Đó vú thì 4 vú ha. Đây 4 vú đều ra. Đó rúng nè. Đó hai chân trước. Đó hai chân trước nè. Đây hai chân sau. Đó móng sò cùm đứng thẳng. Nói chung thì con này thì xương sóc thì cũng to, nhưng mà chiều cao nó thì đó nó không được cao hung, và tại vì những con bò nó có cái dàn thùng thì nó cũng không được cao hung hắn cô chú anh chị.
Đó, nhưng mình chủ yếu đẻ con thì mát sữa, bự con to xương mát sữa được rồi. Đó. Đó, em kênh là em là kênh chăn nuôi bò Bến Tre, em phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối. Đó, hàng ngày cô chú anh chị. Đó, nhưng con bò này thì tướng tá thì đẹp bò ha, thùng dạo có. Đây lông nhuyễn nhừ chú anh chị. Đó, tại vì từ nãy giờ em vừa quay vừa nghe thổi nên ngắt ngang hoài. Đó, sang lưng nè. Đây nè, cô chú anh chị thấy lưng nó không? Đó, đít nở dài nở ha. Nói chung bò này thì đít nở dài nở nè. Đó, em ghi hình tận cảnh như thế này thì cô chú chị mình nhìn cũng đã thấy rồi ha. Đó, lông thì nhuyễn nhừ nè. Đó, lông nhuyễn da mỏng. Đó, tướng tá nè. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó, có giá là 36 triệu 500. Đó, tướng tá đẹp không? Đó. Đó, chân chà cẳng là xương sóc thì cũng to ha. Đó, móng sò cùm đứng thẳng này thấy chưa? Đó. Móng sò cùm đứng thẳng. Bò này nói chung thì nó có cái dàn thùng. Nó liền bò. Thùng dạo nè. Đó. Thì con bò này thì em bao chữa cho cô chú anh chị 5 tháng. Đó, bao chữa barbecue kem. Đây sái tích thì nghiêm chỉnh ha. Đó. Tích nở dài nở. Xí ra đây. Rồi thì hình ảnh và giá cả con bò này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, nếu cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó. Đó, em lấy cái phần trước của nó nè. Tướng tá nè, thấy chưa? Đó, nói chung thì con bò này thùng dạo thì đẹp. Đó, tướng tá cũng đẹp ha. Đó. À, để bây giờ em sẽ quay sơ lược kỹ là một lần nữa cho cô chú anh chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Nè, vú nè, thấy chưa? Đó, bốn vú ha. Đó, rúng. Đây hai chân trước nè. Xương sóc nè. Đây hai chân sau. Nó móng sò cùm đứng thẳng. Đít sân lưng nè. Đó, con bò này thì chạy đua tròn ha. Sân lưng nè. Đó. Nó con bò này có giá là 36 triệu 500 thì anh còn thương lượng chút xíu tiền xe đó cô chú chị. Đó, nói chung thì em quay như thế này thôi, còn thương lượng tiền xe thì cô chú chị mình điện cho em rồi em sẽ nhắn tin số của anh cho cô chú anh chị mình thương lượng tiền xe ha. Đó. Rồi thì hình ảnh và giá cả con bò này thì em cũng gửi đến cho cô chú chị mình rồi. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cho cô chú chị mình hình ảnh của hai con cái kem ha. Đó thì nói chung thì hai con này thì gần 13 tháng tuổi nè. Đó, chiều cao của nó em đo là hai con cao 1m33. Đây, nhưng hai con này thì bò tơ. Đó, đầu tuổi ha. Đây sẽ mặt nè. Đó. Đầu thì đầu tuổi. Đây sẽ lưng này. Đó, sẽ lưng thì nghiêm chỉnh luôn nha cô chú anh chị. Đây xương sóc nè. Đó. Thấy vàng yếm nào. Đây lấy hết tướng nè. Đó, rúng thì rúng chiền ha. Đó, ăn kem này rúng thì rúng chiền nè. Đó, xương sóc thì to. Đó, móng sò nè. Đó, móng sò cùm đứng thẳng nè cô chú anh chị. Đó, em lấy hết tướng nè. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua hai con bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó, con này thì anh chủ nhà cũng bán với giá là 27 triệu 500. Đó, chiều cao 1m33.
đó, nhưng mà nó anh nói là còn mấy ngày nữa là 13 tháng cô chú anh chị. Có xương sóc thì to nè. Đó. Nói chung thì hai con bò này đều đồng trụi. Đây, đít khu nè. Đó, con này có giá là 27 triệu 500. Đó thì anh nói con bò này thì giá thì anh còn thương lượng giúp chữ từ xe cho cô chú anh chị nào ở xa đó. Đây, còn con này thì đây xương sóc thì to nè, thấy không? Đó, nói chung thì hai con bò này móng sò không em, móng sò cùng đứng thẳng không nè. Đây thấy dàn xương không? Đó, rúng nè. Đó, hai chân trước. Đó, xương sóc to nè, thấy chưa? Đó, nói chung hai con bò này thì dài. Tướng tá thì dài đòn nè. Đó, đít. Đây của chú chị, sân lưng nè. Đó, con này thì thấp kem ha. Đó, nói chung thì đầu trụi. Đây. Đó thì anh nói con này, hai con này thì con này cũng được 13 tháng tuổi. Đó, tướng tá là thấy chưa? Đó, con này thì em đo chiều cao là cũng 1m33. Đây xe mặt. Nó xe mặt nóng đây nè. Đó, con này thì xây lưng nó hơi tròn nè cô chú chị. Đó, con này anh muốn bán với giá là 31 triệu 500. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó thì cái giá 31 triệu 500 thì anh ấy còn thương lượng chút xíu tiền xe cho cô chú anh chị nào ở xa đó. Đó, nhưng tướng tá là dài đòn ha. Đó. Đó, chiều cao nó là 1m33 đó. Đúng không? Dai lực nè. Đít dai nè. Nó đầu thì đầu trụi. Đó, thấy dàn ức nào. Thì con này thì xe lưng thì nó hơi tròn hơn chú chị. Đó, như con này thì đít nở dai nở nè. Đó, nó muốn bùng bớm đó. Đó, qua thì bự ha, chạy đuôi bự qua bự ha. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua hai con bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà của chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó, thấy cái sân lưng của nó không? Đó, sân lưng của nó nè, đít nè. Đó, qua hết thang không? Đó, qua nở ha. Ừ, lấy hết tướng nè. Đó. Này thì tháp kem mỏ đỏ, móng đỏ nè, qua đỏ nè. Nó tướng tá nè, thấy chưa? Đó, tướng tá độc ha. Đó, đẹp bò. Đó. Đó, con này có giá là 31 triệu 500. Thì nói chung thì hai con này thì anh nói là hai con này thì còn con này cũng còn thương lượng chút xíu từ xe của chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số anh chủ nhà của chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó, con này có giá là 31 triệu 500, còn con kia là 27 triệu 500. Đó, con nào con nấy thì xương sóc, nói chung thì xương sóc to, kiểu mẫu có. Đó, tướng tá cũng đẹp bò ha. Đó, đây nè, hai chân nè. Đó, thấy chưa? Xương sóc mà, thấy không? Đó. Đây, con mình đây. Đây. Đó, kiểu mẫu nè. Đó, nói chung hai bò này đột trội. Đó, rúng thì rúng chiền, xương sóc thì to ha. Đó, thấy chưa? À, con này thì dàn yếm của nó hết tối nè, cấp mình nữa là cô chú chị. Đó, con này có giá là 27 triệu 500. Con này thì sái tích kim chỉnh. Đó, hai chân sau nè, nó sò cùm nướng thẳng, thấy chưa? Đó thì hình ảnh và giá cả của hai con bò này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó, nếu cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà của chú anh chị mình điện trực tiếp nha.
Đó thì thời lượng video cũng sắp hết, thì bây giờ em xin kết thúc video ha. Xin chào cô chú anh chị.